Xin chào quý vị và bà con, rất vui được gặp lại bà con chăn nuôi trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, bệnh viêm ruột hoại tử ở chim bồ câu là một trong những bệnh nguy hiểm và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho đàn chim bồ câu. Nếu bà con chăn nuôi không có các biện pháp điều trị kịp thời và thích hợp, trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi về bệnh viêm ruột hoại tử ở chim bồ câu để bà con có thêm những kiến thức giúp phòng tránh, điều trị bệnh an toàn và hiệu quả. Đầu tiên, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh. Nguyên nhân gây ra bệnh viêm ruột hoại tử ở chim bồ câu được xác định là do vi khuẩn có tên Clostridium gây ra. Đây là loài vi khuẩn có sẵn trong đường ruột của chim bồ câu. Khi gặp các yếu tố bất lợi như thức ăn không đảm bảo, thời tiết thay đổi, nuôi chim với mật độ dày, môi trường chăn nuôi bụi bẩn, ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn này phát triển, bám vào lông mao liêm mạc ruột, gây ra hiện tượng xuất huyết đường ruột và gây bệnh viêm ruột hoại tử cho chim bồ câu. Về đường lây truyền của bệnh, bệnh viêm ruột hoại tử ở chim bồ câu lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa. Vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong thức ăn hoặc nước uống của chim bồ câu. Khi bồ câu ăn thức ăn hoặc nước uống có vi khuẩn gây bệnh thì sẽ bị nhiễm bệnh. Những con chim bồ câu bị bệnh sẽ bài thải vi khuẩn qua phân và sẽ lây lan cho những con chim bồ câu khỏe nếu có tiếp xúc. Về triệu chứng biểu hiện của bệnh, bệnh viêm ruột hoại tử ở chim bồ câu tồn tại ở hai thể là thể cấp tính và thể mãn tính. Thứ nhất là ở thể cấp tính, ở thể này khi bị nhiễm bệnh, chim bồ câu sẽ có những biểu hiện sau. Chim giảm ăn hoặc bỏ ăn, đi lại chậm chạp, uống nhiều nước. Bồ câu đi ỉa phân có màu vàng hoặc hơi trắng, sau đó chuyển sang màu đỏ nâu có lẫn máu. Chim bồ câu hay nằm sấp, gục đầu, xã cánh và không thể bay được. Thứ hai là thể mãn tính. Ở thể này, chim bồ câu gầy ốm, xù lông, ăn kém, chân đi như bị liệt, bồ câu bị tiêu chảy thất thường. Về bệnh tích khi mổ khám chim bồ câu bị bệnh viêm ruột hoại tử. Khi bà con mổ khám chim bồ câu bị bệnh, sẽ thấy những hiện tượng sau. Ruột non bị sưng phồng, trong ruột niêm mạc bị bong chóc, xuất huyết đường ruột, hoại tử ruột. Ở ruột già, các chất chứa trong đường tiêu hóa trở lên đen, dính và thối, xác chim bồ câu gầy, ốm. Về cách phòng bệnh viêm ruột hoại tử cho chim bồ câu, để có thể phòng bệnh cho chim bồ câu được hiệu quả nhất, bà con chăn nuôi cần chú ý, định kỳ hàng tuần, bà con cần tiến hành phun sát trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi bằng sản phẩm Desun Super của Interchemie Hà Lan hoặc Ionina Cộng của công ty VB Pharma. Đây đều là các thuốc sát trùng sử dụng rất an toàn khi có mặt vật nuôi ở trong chuồng. Bà con cần chú ý phun ướt nền chuồng và phun cả vào khay đựng phân của chim bồ câu. Thức ăn và nước uống cho chim bồ câu phải đảm bảo vệ sinh, an toàn, sạch sẽ, dễ tiêu hóa, không bị ôi thiêu, nấm mốc hoặc quá hạn sử dụng. Chỉ nên nuôi chim bồ câu với mật độ vừa phải để đảm bảo khu vực chuồng nuôi bồ câu luôn thông thoáng và mát mẻ. Bà con sử dụng men sát chuồng BioBet hoặc BioFarm của công ty Sao Mai để xử lý nền chuồng và mùi hôi trong chuồng. Đảm bảo môi trường thông thoáng và ít phải dọn phân sẽ làm cho bồ câu hoảng sợ. Ngoài ra, bà con hòa vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn sản phẩm Bicom VFS của công ty Sao Mai để bổ sung thêm vitamin, axit amin, giúp chim bồ câu phát triển tốt và tăng sức đề kháng cho chim. Và định kỳ sử dụng kháng sinh Cosmic VFS của công ty VB Pharma theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất để phòng bệnh cho chim bồ câu. Về cách trị bệnh cho chim bồ câu, khi chim bồ câu nhà mình bị bệnh viêm ruột hoại tử, bà con chăn nuôi cần xử lý kịp thời bằng cách cách ly những con chim bồ câu bị bệnh với những con chim khỏe để điều trị bệnh, tránh để bệnh lây lan nhanh ra toàn đàn. Bà con tiến hành điều trị bệnh viêm ruột hoại tử cho chim bồ câu theo phác đồ sau. Phác đồ 1, bà con sử dụng kháng sinh trị bệnh Interchim 480 Oran của Interchemie Hà Lan kết hợp với men tiêu hóa Chocotic của công ty Sao Mai để bổ sung các chủng vi sinh đậm đặc, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, giảm tiêu chảy, và sản phẩm Good Body của công ty Sao Mai giúp vật nuôi tăng lực, hồi sức, cùng với sản phẩm Tolic K của công ty Sao Mai giúp đào thải độc tố, tăng cường chức năng gan thận cho chim bồ câu. Phác đồ 2, bà con sử dụng kháng sinh trị bệnh Ambrocox VFS của Interchemie Hà Lan kết hợp với men tiêu hóa Hasbro của công ty Sao Mai giúp bổ sung men vi sinh, hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị các bệnh đường ruột và Good Care của công ty Sao Mai giúp vật nuôi tăng lực, hồi sức cùng với sản phẩm Kinetic của công ty Sao Mai giúp đào thải độc tố, tăng cường chức năng gan thận cho chim bồ câu. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, Dr. Vet đã vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh viêm ruột hoại tử ở chim bồ câu để bà con có thêm những kiến thức cần thiết giúp phòng và điều trị bệnh hiệu quả. Nếu bà con cần tư vấn gì thêm thì có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con chăn nuôi ở những tập phát sóng tiếp theo.